Hello, xin chào cả nhà. Và sau khi đã ngủ nghỉ 3 tiếng đồng hồ rồi, từ 12 giờ bây giờ 3 rưỡi luôn rồi, đoàn chúng em đã rụng nụ mấy con trai già dịch và dê vô rụng nụ hết rồi. Dạ, bây giờ chỉ còn Cát Tường và Tiết Cương. Nói chứ sao, trợ lý đang ngồi ăn nhấp nháp làm sao á, thoải mái. Tôi ra trước tôi ngồi để tôi quay cái view. Bây giờ thì cho chiều hôm nay khởi hành, thì Cát Tường với Tiết Cương sẽ đưa quý vị đến một cái nơi gọi là cửa khẩu Xà Xíu, hay còn gọi là cái cửa khẩu của Hà Tiên. Đây là cái nơi ráp danh giữa hai đất nước, ta là Campuchia và nước bạn, nước ta là Việt Nam và nước bạn Campuchia. Lúc đầu định nắng quá không đi, thật ra tới đó thì rất là tiếc mình không có đem theo cái cuốn passport tí cơm. Nếu mình đem theo cuốn passport thì mình chỉ cần tốn có 50k thôi là mình đi qua bên Campuchia. Check in cái về. Check in cái về là vui rồi, mà mình không có nghĩ tới cái chuyện này nên mình không có đem theo cái passport. Nhưng dù sao mình cũng tới để mình check in một chút xíu ha quý vị ha. Rồi tới đó thì nhà địa lý Tiết Cương sẽ chia sẻ với quý vị. Bây giờ để Tiết Cương tập trung lấy share cảnh nha quý vị. Nhưng mình không qua bển được rồi, thôi hoành về thôi. Bây giờ xuống đây đứng chụp hình là đi về đó hả? Biết chụp hình cho chụp hôn nữa. Cho chứ. Cấm đậu xe nu, cấm quay đầu xe nô tin luôn kìa. Thôi quay lại đi quý vị ơi, đã tới cửa khẩu Xà Xía Hà Tiên rồi đây nè quý vị. Nhưng mà ở đây là không cho quay đầu xe, không quay phim, không chụp hình, cho nên đó tụi em không có đi passport đi qua, cho nên tụi em chỉ quay vậy cho mọi người khen. Muốn xuống chụp hình đã đến đây cũng không được luôn cả nhà ơi. Cách trung tâm Hà Tiên 7 km, cách trung tâm Hà Tiên có 7 km thôi. Trời ơi, nhà khách, quân dân, đồn biên phòng để vậy thôi đó, đi về. Check in vậy cho mọi người biết là tụi em đã tới cửa khẩu á. Trời ơi, nhưng mà bây giờ á là thông thương rồi. Từ khi mà có cái cửa khẩu này rồi á là thông thương hai nước, thì cũng phát triển được kinh tế cho cái cho cả hai nước ở cái khu vực Hà Tiên cũng như là bên Campuchia này. Qua bên Campuchia là có nhiều địa điểm để mà mình tham quan lắm. Đúng ra mình xa xôi tới đây mình có tầm nhìn chiến lược là mình phải đem theo cái passport. Mình qua bển chơi nửa ngày thôi, chắc lần đi lần khó. Lần đi lần khó, ăn vài món ngon rồi đi về, tại vì bây giờ mình là cùng trong cái khối Asia là đâu cần xin visa visit gì đâu. Mua vé 50.000 là mình đưa passport là mình đi qua thôi. Là mình cũng đóng cái mộc đi làm Việt Kiều luôn hả Tiết Cương? Việt Kiều về qua bển là vui rồi, nhưng mà mình không có tầm nhìn chiến lược. Mà thật sự là lâu lắm rồi Cát Tường cũng không có đi Campuchia nữa. Hẹn một lúc nó thời tiết nó hơi dịu một chút. Tôi thường cỡ tháng, nó giờ nắng lắm. Nhưng mà cỡ tháng nào thì nó dịu, chắc phải gần Tết hả? Không, cần tháng 9 là vô mùa thu là bớt rồi. Là dịu dịu nắng xuống mình làm chuyến Campuchia không Tiết Cương? Campuchia nhiều cảnh rất là đẹp luôn á, mà lâu lắm rồi, cả chục năm thường không có đi. Mà cái thời xưa đi thì lại không có quay YouTube. Nếu hồi xưa em đi em lại không có quay YouTube, không ghi lại kỷ niệm, không ghi lại. Cho nên là qua đó coi nhiều câu chuyện nước mình với nước bạn. Mấy nay em lên trên Netflix em coi mấy cái bộ phim mà chiến tranh mà Khmer Đỏ đồ này kia, nó diệt chủng với là Pol Pot rồi rồi coi á. Em coi thấy hay dữ lắm. Nói chung là nó là những cái vấn đề mà lịch sử vẫn còn tranh cãi. Thật ra lịch sử không có tranh cãi, nhưng mà người Campuchia không có ghi nhận là ngày xưa mình đã giúp đỡ Campuchia. Nhưng mà thật ra là ngày xưa bộ đội mình đã qua giúp Campuchia rất là nhiều luôn. Đó là những nhân chứng sống bây giờ. Người ta còn sống mà đôi lúc có những người Campuchia người ta không có biết cái chuyện đó, hoặc người ta không chấp nhận. Mình xem mấy bộ phim trên Netflix rất là hay. Cái gì mà cái bộ phim mà có cái ghi lại cái cuộc đời của một cái cô gái đó. Nhà có 5 anh em á, có cô gái là nhân vật chính, bé nhỏ diễn tốt lắm. Coi cái đó mình thấy hình dung là cái phim Việt Nam hay phim của nước ngoài? Phim của Campuchia. Đó là một cô gái, để hồi em đưa cho anh coi, một cô gái của Campuchia từ nhỏ mới có 7 tuổi thôi mà ký ức còn nhớ lại. Đó là bộ phim về một câu chuyện có thật của cô đó, cô kể, người Campuchia. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi Thạch Động nha quý vị nha. Ok, đi Thạch Động. Thạch Động. Trước đi Thạch Động phải đổ xăng. Đổ xăng. Trước khi đến Thạch Động, từ cái cửa khẩu mà chúng ta từ cửa khẩu mà chúng ta quẹo về Thạch Động thì chúng ta đi ngang cái vách đá dựng, cho nên chúng ta hay quẹo vô cái vách đá dựng trước. Đính chính. Một cây rưỡi thôi rồi chúng ta mới vòng ra Thạch Động sau. Đường vô đó dựng đẹp quá ha. Đường vô đó dựng, bắt đầu trồng cây xanh vậy là chịu nè. Có con bò kìa. Chứ bây giờ thiên nhiên sắp bị hủy diệt hết rồi mà không trồng thêm cây xanh là tiêu á. Cát Tường dạo này khoái lướt lắm, lướt mạng thấy có một nhà gọi là thông thái, gọi là người thông minh nhất thế giới á. Tiên đoán rằng là 100 năm nữa thôi là đời con cháu mình phải tìm một cái hành tinh khác để ở, tại vì trong 100 năm nữa là chúng ta không thể tiếp tục ở hành tinh này. Hành tinh con quá người à. Con người nếu muốn tồn tại phải tìm ra một cái hành tinh khác. Đó là cái người thông minh nhất thế giới người ta dự đoán. Mà 100 năm nữa là tới đời cháu mình thôi. Đẹp quá, đây là đường đi vào. Ủa chứ không phải cái cục đá ngoài đó là vách đá gì vậy? Không phải. Cái đó cái gì? Mình nãy mới nói gì? Thạch Động. Thạch Động. Không, thì Thạch Động ở ngoài, mình đang đi vô cái chỗ này nè. Đá dựng. Đá dựng không phải cục đá hồi nãy hả? Không. Trong này còn cục mấy cục khác nữa hả? Này giống như hiêu biển cái gì trời. Núi đá dựng đâu nữa trời, em tưởng đâu cục đó dựng vậy là đá dựng thôi chứ. Thấy mộ của người Hoa không? Thường thấy không?
cái mỏ màu xanh đó. Sao? Có những cái mỏ xây cái kiểu này vậy đó. Người trong này người Hoa nhiều ha. Người Hoa ta xây đó. Hà Tiên này ngày xưa là người Hoa sinh sống nhiều. Họ khai thiên lập địa đây mà. Lỗ kìa, phải giữ xe là đúng rồi. Chứ còn gì nữa, yêu cầu quý khách vào cổng cấm quay phim mua chụp hình. Mua vé, cấm quay phim chụp hình, vô chi? Em biết. Tôi vô mà quay không cho tôi quay phim chụp hình, tôi vô làm chi? Mua vé khi vào cổng. Anh thấy phòng vé để 20k một lượt. Mà sao hôm nay không bán vé, kêu vô đi ăn gì sao? Dễ thương quá vợ. Ủa mà sao cái chỗ tham quan du lịch mà mới 3:30 mà không cho lên nữa rồi, là sao tiếng cương? Ai đúng nương. Trời ơi, giờ chỉ xuống đây chụp hình thôi, bữa nay sao fail vậy? Trời ơi, không biết cho leo lên. Là phải đi từ hồi 1 giờ rồi. 3 giờ rưỡi nhưng không cho lên nữa, giờ mình đứng dưới chụp hình thôi. Nói chung thì dù sao tới đây cũng hít hít được chút hương hoa, thắng cảnh của đá dựng. Xin mời nghệ sĩ Tí Cương thuyết trình ở trên cái hóc núi kia có cái gì ở trển mà 20k leo lên. 4 giờ là không cho vô. 3 rưỡi. Đằng kia ghi 4 giờ. Mà giờ ta đâu cho mình vô đâu. Hết vô. Ừ. Thì trong đây á là có tới 14 cái hang lận. Rất là tiếc. Hàng chi vậy mới bán vé ha. Biết vậy không? Nãy đi dậy sớm rồi cũng nghỉ ngơi đây mát mẻ quá trời. À, mình không chịu sợ, mình đâu có lỗi. Giờ nó đóng cửa đâu, mọi người lưu ý nha quý vị. 3 giờ rưỡi là người ta đã không cho lên nữa rồi. Và nó có 14 cái động ở trong trọng á. Mà đi vô là đi qua cái núi này là nó giống như là ranh giới giữa hai nước Việt Nam với Campuchia luôn. Ồ, nghe nó đứng đây là nhìn thấy. Nhìn thấy qua giòn, bên là nhìn thấy bên Campuchia với bên Thái. Không, mình luôn. Chui qua cái lỗ của núi này là mình nhìn qua bên kia là đất Campuchia luôn. Wow. Rất là tiếc. Hy vọng mà mình một ngày nào đó mình sẽ trở lại đây. Trời ơi. Rất là tiếc khi không được check-in. Cái ngày mà trở lại đây hơi xa. Ủa, đá dựng. Hơi xa đó. Nếu bạn muốn sáng sớm sáng mai bạn có thể chui vô, nếu bạn muốn chứ không có cái dịp nào mà đi tới hơn 300 cây số xuống đây nữa, thấy hơi xa. Có duyên thì mình sẽ quay lại thôi. Mà vậy thôi hả? Rồi 14 cái động đó là đi vô để thấy hang núi thôi vậy. Hang núi nhưng mà bây giờ không đi được thì đành phải qua thạch động. Ủa hình như cái số là bắt buộc phải thạch động rồi đó. Này là đá dựng. Tại vì cái thạch động là các tường đã có chia sẻ rồi. Ủa thạch động nó cũng 6 giờ đóng cửa đó nha. Thì về phải tranh thủ. Tranh thủ nha, giờ mở cửa điểm du lịch đá dựng chỉ từ 6 giờ 30 sáng đến 16 giờ chiều thôi. Tất cả các ngày của tuần, kể cả ngày lễ, cho nên quý vị phải biết đường mình đi. U, cái lũ đạn. Một cái lũ đạn còn sót lại. Hồi xưa hay có cái bom nó chết lắm, sao nhiều người có những cái chết là thiếu hiểu biết vậy trời. Thấy cái bom vậy bắt đầu đi báo nhà nước, bắt đầu lấy cái cưa ra cưa để đi bán sắt dụng á, cưa nổ bom chết. Những cái chết thiếu hiểu biết. Cái này chúng ta ra thạch động thiệt rồi nha. Chuyến này chắc chắn là chúng ta sẽ lên được thạch động chứ không còn bị một cái núi này mới nhìn xa cái cương. Nhìn xa là cái tháp Chàm ở ngoài Phan Rang ha. Phan Rang Linh Thông nó cũng khá giống á. Đẹp chứ bộ. Nhưng mà tháp Chàm mới là người xây, còn cái này là thiên nhiên. Đẹp ha. Đứng thẳng đứng luôn. Nước biển thì đen không có tắm được nhưng mà đẹp, có cái đường là đường, có cái đường chính giữa Tây Cương. Đó hả? Ừ, sao có chính giữa biển mà nó có cái đường như cái ngăn vậy đó. Đổ đất đổ đá ra ta làm khu lấp biển. Đây, kính thưa quý vị, chúng ta đã đến quê hương của cây thốt nốt. Các tường nhìn tưởng trái táo nhưng mà thật sự trái sòi. Cái gì? Trái sòi. Trái sòi hả? Trời, giống như cái chua hay ngọt vậy cô? Cái mận là lạ. Thôi, tôi là không có mê mấy món chua, đừng kêu tên tôi. Này ngọt hay chua cô? Cổ nói ngọt mà. Di tích thắng cảnh thạch động chúng ta đã tới rồi. Và theo như các Cường biết, vô đây phải mua vé 20k. Đây. Di tích thắng cảnh 20.000 một lượt. Quá trời đông luôn. Đi vào thì chúng ta thấy hai bên đường là có bán một bên đường thôi. Đồ lưu niệm. Lưu niệm. Vật dụng nấu cối, áo quần, ba lô, bên trái là những nơi ngồi nghỉ ngơi. Thạch động thôn Vân là gì Tường? Thạch động thôn Vân là đây ở cái thạch động của cái thôn tên là Vân. Cô... là thôn Vân. Tưởng thạch động của cô Vân nhà các Tường chứ. Thiên quá ha. Tên 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 tên. Chiu chiu chiu. Từng 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 từng. Ý thời son chinh trời. Ý Trung Hoa đâu đây vậy? Chào. Ơi mệt quá. Rồi, chúng ta đã lên tới được cái vách núi. Ở đây có cái chữ là thạch
động thôn Vân. Nói đùa không phải là cái thôn của cô Vân mà là cái hành động thôn Vân. Ở đây buổi sáng mình nhiều mây á thấy cơm. Mây cho nên là Vân là thôn mây đó, là thôn Vân đó. Mà ở đây mình mới bên ngoài thôi, mình vô bên trong á, theo là các thôn biết là những cái chủ ở bên trong này nè là được hình thành 250 triệu năm về trước. Ở kỷ nguyên Bơ Mi. Kỷ nguyên gì? Bơ Mi. Bơ Mi là gì? Tên khoa học Science gọi là Bơ Mi. Mà cái này là nó có gắn liền với cái chuyện cổ tích mà con nít của Việt Nam mình đều biết, đó là chuyện Thạch Sanh Lý Thông. Nghe đồn trong này có một cái hang sâu nhưng bây giờ đã bị lấp lại rồi. Đến năm 1960 đã bị lấp lại rồi. Và cái tại sao lấp biết không? À, từ cũng cái thời của ông Mặt Cũ á, con ông Mặt Cũ á, là ông cũng là cho nhiều người xuống thám hiểm cái thao cái giếng sâu đó. Nhưng mà thả xuống hoài, con người xuống hoài mà không thấy được cái đáy nên ta sợ. Sợ ta đi lên rồi nhiều người dân Hà Tiên cũng vậy, người ta thả mấy cái dừa khô á, người ta giết này kia, ta thảy xuống dưới á, nó trôi ra biển mà người ta cũng không biết chính xác là cái hang sâu bao nhiêu. Cho nên đến về sau này sợ nguy hiểm quá, người ta đã lắp lại rồi, ta ghi đó là đường xuống địa ngục. Ghê à? Đó. Tại vì tôi sợ một lát vô trong nó đông đúc quá mình không có đứng chỗ đứng kể chuyện nên tôi kể ngoài này trước cho mọi người nghe. Đó đây có cái hòn đá tiên có giống như thạch nhũ xuống từng thấy không? Có năm vậy mà nó rớt cái đầu mình không? Không, nó hàng triệu năm rồi. 250 triệu năm trước. Bây giờ từ ở dưới này nè quý vị, hồi nãy Tường chia sẻ từ ở dưới tháp này mà mình đi lên, mình đi vô trong cái thạch động này á là nó sẽ khoảng 50 bậc thang. Thì giờ mình rồi. Cũng phải đi lên trển đi, mình sẽ kể chuyện Thạch Sanh Lý Thông cho mọi người nghe nha. Theo như các Tường biết ở lên đây nó cũng vắng không đông lắm, chắc là chiều ta cũng về bớt rồi. Trước tiên khi vào trong thạch động thì có được tượng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà đúng là mỗi nơi mặt tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát hơi khác nhau một chút ha. Và Tường nghe có kể một câu chuyện rằng ở cái chỗ thạch động này nè, trước khi người ta vào, người ta cũng sẽ viếng một cái nơi mà thờ. Ở đây là hồi xưa là Pol Pot đã giết 130 người ở đây nè, vừa cái tường. Cho nên sau đó là người ta mới lập cái đồn biên phòng ở đây để mà trấn giữ hai bên cái biên giới. Thì nghe nói là có một cái nơi thờ mà đi ngang người ta cũng hay tưởng niệm 130 người đã chết do giết chúng Pol Pot đó quý vị. Mà em không thấy đâu hết trơn. Đi vô trong đây thử còn sao. Cái đó đề là gì? Thạch động hả? Tới ba chữ lận. Không biết. Thạch động rồi. Đàn kêu tích tịch tình tan, ai mang công chúa dưới hang trở về. Đây là con đại bàng đã gấp công chúa bay ra. Hồi xưa các Tường có đóng ở trong chuyện thạch gì? Cái đó gọi là cái gì? Thạch Sanh Lý Thông hồi xưa gọi là cái gì? Phim của mình gọi là cái đó là phim cổ tích. Phim cổ tích nha quý vị. Thạch Sanh Lý Thông, các Tường đóng vai công chúa Thủy Tề. Hãy xem cái gì công chúa Thủy Tề? Em đóng vai công chúa Thủy Tề. Ủa, công chúa Quỳnh Nga mà. Công chúa Quỳnh Nga là người khác đóng, còn em là công chúa Thủy Tề. Trong Thạch Sanh Lý Thông có công chúa Thủy Tề. Có cứu công chúa Thủy Tề nữa, rồi cái công chúa Thủy Tề mới tặng cho Thạch Sanh cái con ốc ốp vô lỗ tai á. Đó, không biết gì trơn. Ủa vậy sao tôi đóng vai Lý Thông mà tôi không biết ta? Ai đóng Lý Thông? Lý Thông hình như anh Minh Nhí thì phải. Đúng rồi, còn Thạch Sanh là một cái anh cascader bự bự tên là cái gì Thịnh Thịnh bự bự á. Không, Thạch Sanh là hình như Võ Thế Dĩ hay gì phải không? Không. Thôi bây giờ kể chuyện ở đây của cái thạch động đi. Tại sao là truyền thuyết sao nó dính vô cái câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông? Thì cái chuyện Thạch Sanh Lý Thông là có cảnh mà Thạch Sanh xuống hang của công chúa thì cái hang đó chính là cái thạch động này. Có thì không ta hay là cũng là cái đó truyền thuyết thôi, mình cũng đâu xác định được, nó là chuyện cổ tích và người ta gắn vô cái địa danh này thì rất là hay. Nhưng mà thật ra nãy giờ tụi mình cũng mới đi rìa vòng ngoài hả? Bây giờ mình phải vào hang. Vào hang. Muốn bắt cọp thì sao? Phải vào hang. Bắt cọp. Trước khi mình đi vô trong thạch động á, bây giờ tụi sẽ đố Tiết Cương và đố quý vị khán giả đang theo dõi, những khán giả lớn tuổi mà ngay cả trẻ em giờ cũng chưa chắc biết cái chuyện Thạch Sanh Lý Thông. Biết nhưng mà không có nhớ kỹ rồi, thôi. Rồi bây giờ xin mời Tiết Cương kể chuyện Thạch Sanh Lý Thông, chuyện cổ tích Việt Nam. Con này các Tường làm khó tôi rồi, coi như là phải nói thì từ cái chuyện Thạch Sanh Lý Thông mình đọc hồi nhỏ cấp 1 hôm nay là chắc cũng phải 40 năm quý vị. Thì thật sự cái chuyện những cái chuyện cổ tích Việt Nam như là Thạch Sanh Lý Thông rồi tấm cám đồ, cây tre trăm đốt này nọ hồi nhỏ đọc nhiều lắm. Rồi chị nhớ. Có lẽ đi trời ơi, câu giờ quá à, không nhớ. Nhớ mang máng là ở Thạch Sanh á, là ở một người ở vùng khác đến nhà của Lý Thông và mẹ để giống như tới tá túc quý vị, và
Thạch Sanh rất là một thanh niên rất là khỏe mạnh, thật thà chất phác, dễ bị dụ. À, coi như là từ lúc mà Thạch Sanh đến nhà Lý Thông ở á, là coi như nương rẫy ruộng vườn làm một tay làm hết trên rừng đốn củi đồ. Nói chung hai mẹ con kia là không phải tốt lành gì mà cho bóc lộ ở đâu, mà bóc lộ lợi dụng sức lao động của Thạch Sanh. Coi như bóc lộ. Thạch Sanh thì thật thà, thấy có người cho ăn đồ cho ở thì thích. Và kêu mẹ anh nuôi, nhớ mẹ kêu nuôi, Lý Thông mẹ, Lý Thông và mẹ luôn. Lý Thông với anh hai. Thì ở cái vùng đó thì xuất hiện một con chằn tinh gấu ngựa, coi như là cứ mỗi tháng là nó phải cống nạp cho nó một người để nó ăn thịt đó. Thì nhà vua rất là gầu mới đưa lên cái bản là kêu bằng chiêu quân, coi như là ai mà giết chết chằn tinh thì gả công chúa Quỳnh Nga cho đó. Nhưng mà không có ai được, ai vô cũng nộp mạng hết trơn. Đúng rồi. Nhưng mà giờ thì tới phiên nhà của Lý Thông. Lý Thông tôi nhớ hồi đó là nghệ sĩ Minh Nhí đóng đó quý vị. Còn là Lý Thông phải nộp mạng, nộp mạng chằn tinh. Cái bắt đầu Lý Thông mới gạt, kêu Thạch Sanh đi, đi bộ kia đeo đi. Cái Thạch Sanh đâu biết gì đâu, ngây thơ đi. Ngây thơ vô số tội, đi luôn. Đi cái tới gặp con chằn tinh xuất hiện, bắt đầu hai bên quýnh nhau. Quýnh bắt một đầu trận kêu bằng kinh thiên động địa. Bắt đầu là Thạch Sanh mới chặt đầu Lý, chặt đầu của con chằn tinh đem về luôn, đem khỏe về. Mà ổng khỏe mà. Thì lúc đầu cái là nửa đêm về thì hai mẹ con của Thạch quỳ. Sanh không sợ, sợ quá, quỳ hiện hồn ma về sợ. Tôi Thạch Sanh ơi, tha mẹ, tha con, tha cho mẹ đi. Cái cuối cùng cái khi mà phát hiện ra là người thật việc thật chằn tinh rồi, Thạch Sanh bắt đầu, Lý Thông bắt đầu mà lé lên âm mưu muốn chiếm quyền đó, mới nói như là lập công cướp là, cướp công em phải đi xa đi, tại vì cái con này là con á, là nhà vua nuôi mà bây giờ em lỡ em giết rồi, cho nên em đi đi để đây mẹ với anh tìm cách cho, đúng à. Không cuối cùng á là vô mới lập công mới được gả công chúa. Đúng đó. Lý Thông làm phò mã thấy ghê quá à. Lý Thông mà làm phò mã luôn rồi sao nữa ta, rồi sao lòi ra công chúa Thủy Tề là em, làm sao em không nhớ luôn á. Lúc đó sao có con đại bàng ông phù thủy xuất hiện nữa. Ờ, cái nhân vật công chúa Thủy Tề thì giống như lúc đó hình như Thạch Sanh làm gì mà dính tới Long Vương á. Sao đó để nhưng mà giờ cái kết cái Thạch Sanh Lý Thông rồi, không lẽ ông Lý Thông làm phò mã thiệt không? Kết là Lý Thông bị trời đánh thành con bọ hung, quên hả? Quên rồi, bị trời đánh, hai mẹ con đi ra đường bị trời đánh. Ủa vậy rồi còn sao Thạch Sanh rồi có lấy được công chúa không? Có, kết thúc viên mãn. Sao làm sao gặp công chúa, sao lấy công chúa, sao nhận ra công chúa thì nó phải qua nhiều cái thăng trầm đó. Thì giờ các Tường mở Google coi đi. Thôi mình phải kể chuyện rồi, các em thiếu nhi cứ tìm hiểu thêm đi. Nhưng mà nhớ là cô Tường trong phim đó đó, chuyện cổ tích Thanh Lý Song Thông là đóng vai công chúa Thủy Tề nha. Rồi sau đó rồi cái con đại bàng này nè, mới có con đại bàng nữa, cấp có nhớ có cấp công chúa nữa. Cứu xong rồi thì lúc đó có, thì con đại bàng nó xuống, nó mới bắt công chúa Thủy Tề nó bay đi. Thì công chúa Thủy Tề ở dưới hang á thì mới Thạch Sanh nó mới nghe, mới xuống cứu công chúa Thủy Tề lên. Công chúa Thủy Tề mới có cái bài là đàn kêu tích tịch tình tan, ai mang công chúa dưới hang trở về đó là công chúa Thủy Tề chứ không phải là công chúa Quỳnh Nga. Yeah. Hiểu không? Công chúa Quỳnh Nga là cái vụ con chằn tinh, còn công chúa là công chúa Thủy Tề, rồi mới là hả, mới tặng cho Thạch Sanh cái con ốc. Hai à, công chúa. Hai công chúa lẫn. Rồi sao đó không biết, mà công chúa Thủy Tề thì dưới nước á mới có cái cảnh là các Tường ra chào ở biển nha, đi về dưới biển, công chúa Thủy Tề mà. Rồi lặn biển luôn. Lặn xuống biển luôn. Rồi lúc đó các Tường quay cảnh biển ở đâu? Quay cảnh biển quên rồi, nhớ chắc ngoài Vũng Tàu quá. Không biết nữa, rồi lúc đó Thạch Sanh sao đó mà mới đi cưới công chúa Quỳnh Nga, em cũng quên luôn. Trời rồi. Trời ơi, vậy các Tường được đóng phim luôn hả? Sướng vậy. Thôi bây giờ mình đi vô trong đi cả nhà. Đi. Bên đây là có đời đời tổ quốc ghi công, các anh hùng liệt sĩ. Rồi, xin chào. Trời ơi, YouTuber chuyên nghiệp. Kính thưa quý vị, là vô tới trong thành động thì em và nghệ sĩ Tuyết Cương đã lạc lối nhau rồi. Và đây là cái giếng hồi nãy mà tôi kể chuyện cho mọi người nghe nè quý vị. Cái giếng này rất là sâu và hiện giờ cũng không biết là sâu bao nhiêu luôn. Bây giờ người ta đã lắp lại rồi, ngày xưa là người ta còn đi xuống được dưới đó đó quý vị. Trời ơi, chắc là hồi xưa cũng bị nhốt như này nè cả nhà. Công chúa Quỳnh Nga chắc bị nhốt như cái giếng tiên này quá. Đi ra đây chúng ta nhìn cái view ngoài này cái tên. Nó phỏng hình hay quá ha. Chắc tên nhân đây
thì nếu mà mưa xuống là tự Đức Phật sẽ đi cứu. Đây có cái mùi gì không tiếp không? Mùi giống như là mùi nấm mốc vậy đó, phải không? Hợp đậu này nó thông mà nãy giờ tôi thấy nó lông nó lồng gió con này luôn á. Có nghĩa là ở đây có cái mùi gì đó tiếp cương lạ lắm. Tiếp cương như vậy á là trên cái thạch động này nó thông cho cái thạch động, cái động này nó thông với nhau. Cái động này hình như nó cao 50m á, em có đọc. Động này nhỏ thôi hả? Tại vì nó chỉ là trong một cái hòn đá. Đúng rồi, nó cao 50m, trong này nó có khuôn viên một cái ngôi chùa nãy giờ mình đang xem ở trong này. Đó, cái giếng là tôi thấy rồi, mình đừng có check in thiếu chỗ nào cái nha. Cái giếng đâu chỉ tôi đi. Cái giếng ở dưới, lát dưới em quẹo qua lại chỉ cái giếng cho. Rồi. Đúng cái kế ca sĩ mà không biết luôn á. Các tơ quý vị, đây là cái tường với Tiết Cương kể câu chuyện nó còn thiếu. Là hoàng tử hay công chúa đâu? Cứu công chúa Quỳnh Nha xong rồi Thạch Sanh mới bị Lý Thông âm mưu dùng cái đá lắp cái miệng nhà nhốt trong hang. Rồi là Thạch Sanh trong lúc tìm đường ra mới cứu hoàng tử. Nhưng mà trong cái phim là công chúa mà đây là công chúa. Hoàng tử con vua Quỷ Tề. Mà trong cái phim á, cổ tích á là bản công chúa. Tặng cái đàn lần, về sau Thạch Sanh mới dùng cái đàn này mới gặp lại công chúa, mới đờn đàn kêu tích tình tình tang công chúa, mới Quỳnh Nga mới sực nhớ ra chính ông này mới là cứu mình chứ không phải ông nội Lý Thông, hiểu chưa? Đó, sau đó đúng rồi, có giặc tới đây nè, cái đờn tạm, đúng rồi, quân binh. Ê, hình như là Thạch Sanh Lý Thông là có cái tính ăn cơm nữa phải không? Nấu nồi cơm ăn rồi đàn mà giặc lui quân là phải Thạch Sanh Lý Thông đúng nồi cơm đúng, Thạch Sanh đó, đúng rồi, là giặc tới nồi cơm, nấu nồi cơm xong ông đờn cái đàn của công chúa Tỷ Tề tặng. Xong không ăn cơm thì ra tiêu diệt quân thù, nồi cơm mà ăn nhiều hết là cơm nó có tiền. Bao nhiêu đạo quân ăn nhé. Đó đúng rồi. Và còn cái Cương là nhớ đúng cái chi tiết là hai mẹ con kia là bị sét đánh chết. Đó, còn Cát Tường với Tiết Cương là bị đúng ấm cái chỗ công chúa Thị Tề với Quỳnh Nga này nè. Trong lúc á Thạch Sanh á bị Lý Thông lắp xuống hang thì ổng mới đi vô. Mới cứu được thì qua công chúa Thị Tề ở chổng, té ra cung đại bàng nó nhốt công chúa Thị Tề ở chổng á. Thạch Sanh ổng mới tìm đường ra tại vì cái đường lên này đã bị lắp đá. Đúng rồi. Ổng đi ra, trong quá trình ổng đi ra thì mà lắp là Lý Thông lắp á. Lắp để giết chết Thạch Sanh. Đúng rồi. Thì ổng đi ra thì là cái đường nó đi ra biển luôn, ổng cứu được hoàng tử. Đúng rồi. Rồi được vua Thị Tề tặng cho cái đàn. Vậy giờ mình chính lại ta, người ta truyền thuyết là hoàng tử, nhưng mà vô trong phim truyện cổ tích Việt Nam mà tha là công chúa. Mọi người nhớ về sợ công chúa Thị Tề coi nha, phim Thạch Sanh Lý Thông nha. Cổ tích nha, Cát Tường đóng vai công chúa Thị Tề. Chị Cát Tường cho em. Rồi chụp hình, rồi nhanh lên đi nè. Ngày 14 tháng 3 năm 1978, tại xã Mỹ Đức, bọn diệt chủng Pol Pot đã tàn sát 130 người, lập cái bia thờ tại đây. Hồi nãy trong cái chùa đó không phải, chỗ đó là thờ vong linh những người mất, ta gửi cúng trong chùa đó thôi. Hôm nay mới là cái bia tưởng niệm. Chủng Pol Pot tàn sát 130 người, nhưng mà chỉ có khu này thôi chứ nhiều lắm đúng không Tiết Cương? Có nghĩa là cái chỗ khu vực này là bị giết 130 người. 130 người đó là bị trốn người quân Pol Pot. Ông ấy trốn ở trong hang và cuối cùng bị phát hiện là bị giết ở trong hang đó luôn. Nên dân ở đây người ta mới lập một cái miếu thờ và cả cái làm một cái thờ Quan Âm ở trong đó để thờ cúng. Có hàng chi trong đó là có Quan Âm, có địa tạng luôn đó quý vị, là để mà siêu thoát những cái vong linh bị chết tại đây đó quý vị. Đó, bãi tắm mũi Nai, nội ô thành phố. Đường hơi gồ ghề nha. Du lịch thắng cảnh mũi Nai phía trước kìa. Trời, hư xe. Tài xế này chạy bào xe quá. Gì vậy? Thắng mũi Nai kìa. Sao nó chói nắng dữ vậy? Biết nào. Chúc mừng năm mới. Thắng cảnh mũi Nai. Trời ơi, cái gì mà mua vé 30.000 một vé không má, mẹ ơi. Xuống bãi biển mà 30.000. Xe máy 2.000, xe ô tô 10.000. Đoàn mình đi 4 người, 120 với xe ô tô nữa là 130. Ồ, vô đây là có 3 bãi tắm. Bãi tắm 500m và bãi tắm 100m, bãi tắm 500m thì cũng là cái mũi Nai thôi, chia sẽ làm 3 nhánh. Rồi giờ mình muốn đi nhánh nào? Đi quẹo phải chứ, thử ra xuống dưới rồi mình dầm lên. Ok, quẹo phải mũi Nai. Anh Tiến có tắm đây lần nào chưa anh Tiến? Chưa bao giờ khu luôn. Khu du lịch mũi Nai. Chào quý khách. Đó, 130k đó đồng chí, xét đi. À, tốn kém. À, cái khu chơi trong này thì có rất là nhiều trò chơi.
mô tô nước nè, mô tô nước 200k một lượt, dù bay 500k 600k triệu hai khách, phao bay 150, phao thú 150, phao chuối 100. Nói chung mắc rẻ không cần biết, nhưng mà để bảng giá như vậy là bảng giá niêm yết thì an toàn, để cho du khách không có bị chặt chém. Sau khi vừa túi tiền của mình thì mình chơi. Sau khi vào đây thì Tiết Cương cái này là tự anh suy tính nha, ý lộn. Kêu bằng phán đoán. Phán đoán. Lý do tại sao 30k? 30k là tiền của nhà nước quản lý. Đúng, nhưng mà mình đi ra bãi này đâu có tốn tiền đâu. Thì đâu có tốn tiền đâu. Thì chỉ tốn 30k thôi. Lý do tại sao? Chưa suy đoán được hả? Thì nói chung là bất cứ là đi vô trong đây là cứ phải ra bãi không biển. Không phải. Nếu mà khách ở khách sạn đây thì sao? Không phải, vấn đề không phải là đi vô đây bị tốn tiền. Tại vì theo cái suy diễn, suy tính của Tiết Cương đó là ngày xưa những cái bãi biển ở Hà Tiên chỉ nổi tiếng là về danh lam thắng cảnh thôi chứ không có tắm được. Và các tường nhìn kỹ cát này là cát nhân tạo. Và những cái nhà đầu tư cát nhân tạo là chở cát chỗ khác tới đây. Đúng. Đổ lên. Những nhà đầu tư họ làm những cái dịch vụ du lịch này họ phải bỏ rất là nhiều những cái kinh phí và họ thu phí lại để họ lấy lại, giống như họ làm đường và họ làm trạm thu phí vậy đó. Thì các thường nhìn kỹ coi ngày xưa những cái bãi biển ở đen đúng không? Ở Hà Tiên nó rất là đen, mặc dù chưa tới nhưng mình nhìn trong hình mới nghe nhiều người ta nói là đi Hà Tiên là không có tắm biển được. Rất là gọi là sình và bùn, giống như biển Cần Giờ mình vậy đó. Đây là những cái cát này Tiết Cương nghĩ là của những nhà đầu tư, họ lấy ở nơi khác về họ rải. Vậy là đây của tư nhân hay của nhà nước? Có nghĩa là tư nhân họ làm du lịch nhưng nhà nước quản lý, đóng thuế cho nhà nước. Ủa nhưng mà người ta chỉ cải thiện là cải thiện được trên bờ thôi, chứ còn cái nước biển thì nó làm sao cải thiện? Thì nước biển đây nó cũng không có được xanh lắm, nó là không dục. Nhưng mà khi nếu mà làm cái cát thôi. Ở đây chừng nào ở dưới đây là bùn á thì nó đánh vô thì nó sẽ đen, nhưng mà nếu mà là cát thì nó đâu có đen được. Rồi mà nếu vậy là sao mà cải thiện rồi cát, nhưng mà cát thiên nhiên là biết bao nhiêu mà nói chứ Cương. Thì phải nhiều tiền. Chứ giờ hỏi em với cái lượng người đây mỗi người 30k thì em nghĩ một ngày họ thu bao nhiêu tiền? Tiền tỷ á. Đúng không? Đúng. 30.000 mà em nhân lên 100.000 là nhiêu rồi? Cho nên là 30 triệu. Cho nên là cái 30k đó là 30k để làm để tới được cái biển này, để vô đây tắm cái biển này là 30k. Phí. Còn mà những cái dịch vụ khác là ở đây của mỗi cửa hàng, mỗi nhà hàng doanh nhân người ta là tự làm để họ buôn bán. Ừ. Buôn bán chơi vui, khách sạn ăn uống gì đó, nước ngọt, nước đồ là họ bán riêng. Còn 30k là để tới được cái bãi biển này thôi, cái cát này đây. Đúng không Tiết Cương? Đúng. Đó. Không, cái đó là tôi suy diễn nha. Là Tiết Cương suy diễn thôi. Rồi quý vị khán giả nào là có những thông tin chính xác nữa có thể bình luận phía bên dưới. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Tiết Cương suy diễn vậy là đúng, tôi mới đồng ý phục mới 30k. Chứ còn nếu mà không có cái sự đầu tư cát này mà lấy 30k tôi không đồng ý. Tại vì khi vô đây tắm biển là của thiên nhiên. Rồi đấy, chụp cái bản. Cho nên là cái 30k này có thể là nhà nước hoặc là các nhân người ta đầu tư và thu 30k là tôi thấy hợp lý. Mình chỉ vô biển chết nhá không đầy 5 phút nữa đó quý vị. Đó, 30k để biết rằng là ở đây đã phát triển như thế nào. Mọi người đến biển Hà Tiên là mọi người có thể đem theo đồ tắm để tắm được. Vì nhóm Cát Tường đi không có sự chuẩn bị, không có đồ tắm. Cho nên là mình không có nhúng nước biển, chỉ hít không khí biển một chút thôi. Và quanh đây thì Tường thấy là cũng có những cái nhà nghỉ, ăn uống, dịch vụ, vui chơi đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nếu có dịp quay trở lại đến Hà Tiên thì mọi người nhớ chuẩn bị đầy đủ nha. Đồ tắm nè, passport để đi qua Campuchia nè. Đi đến mấy cái động thì nhớ là đi trước 4 giờ chiều nè. Ok, và bây giờ thì chúng ta về thôi. Kính thưa quý vị, và tính là chào kết clip rồi. Nhưng mà trên đường từ cái biển Mũi Nai đi ra thì nghệ sĩ Tiết Cương đã khám phá một ngôi chùa. Chùa Khmer. Chùa Khmer. Chùa đây là chùa Mũi Nai. Sao anh biết là chùa Mũi Nai? Thầy ơi, ta đi này. Đây có một cây, hai cây cổ thụ rất là lớn. Đấy, mà không biết cây gì Tường. Cây này là sao giống cây... cây nó dạng cây si á anh, cây si á, cây này nó không có chết, nó không có chết, cây này nó rất là, ô có cây sa la nè, cây si, nhưng mà cái sa la nó mọc ở bên hông bông sa la nè Tiết Cương. Thì là cây sa la chứ sao là cây si. Trong đây có cây vú sữa nữa. Cây sa la quý vị ơi, hứng đi mà cái lá hoa sa la, cái bông sa la mà rớt trên tay mình là rất là may mắn. Chùa vẫn đang còn sửa chữa đâu quý vị, chùa rất đẹp. Sư ơi, chùa này mình có lâu chưa sư? Mấy chục năm rồi. Lâu lắm rồi hả? Lâu lắm, không biết bao nhiêu năm rồi. Mấy trăm năm không? Gì mấy trăm năm chứ vậy? Hả? Sư không biết. Sư không biết. Con biết không? Không biết. Không biết luôn. Tụi con người Khmer hả?
Này người comment. Thấy người ta đèn cái nên người ta comment. Sư ơi, sư ơi sư, cho hỏi chùa mình có khoảng bao nhiêu năm rồi sư? Này con. Sư. Đúng rồi. Sư trẻ quá sư không biết. Nhưng mà có khoảng mấy chục năm hả? Hay là mấy trăm năm? Hơn trăm năm á Tường. Sư nói là hơn trăm năm á. Lâu lắm rồi. Mấy sư là người Khmer hả? Cái cây này nè, đúng rồi, nhìn cái cây này là biết rồi Tường ơi. Cây này cũng phải hơn trăm năm rồi. Chùa hơn một trăm. Ủa cây này cây vú sữa nè quý vị. Rồi cái lá cây vú sữa mà nó cổ dữ vậy. Văn hóa của người Khmer là không có thờ rồng mà thờ rắn nha Tường. Đúng rồi, thần rắn nam gia. Đi vô từ phía sau rồi Tường ơi. À, cái lối kiến trúc của chùa Khmer thì màu sắc và có rất nhiều tranh vẽ ha. Nhưng mà vẫn là thờ Phật tổ, nhưng mà đây là theo Nam Tông đó nha Tường. Đúng rồi, chị em Trần Thị Sang cũng ở trên bức tường thì mình thấy là nói chung là cũng khắc họa những cái bức tranh kể về cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ lúc mà xuất gia cho đến lúc là thành đạt, rồi là coi như là nhờ, rồi là cũng là đi thuyết pháp và cuối cùng cũng là nhập niết bàn đầy đủ hết trơn cả bốn cái chặng đường của Đức Phật Thích Ca. Thôi mình xin cúng cái đã. Đẹp quá. À, ở đây tất cả các sư đều có học chữ Khmer hết, đều biết đọc. Ủa, biết viết hết. Là mấy sư là người Kinh chứ không phải người Khmer hả? Đâu có người Khmer. À người Khmer. Nhưng mà mấy sư biết được biết đọc biết viết, biết chữ Bali luôn, là chữ Ấn Độ biết luôn. Tiếng Việt cũng học, tiếng Khmer cũng học, tiếng Thái cũng học. Tiếng Bali luôn. Nhưng mà bây giờ mình là ăn uống thoải mái chứ đâu phải như ngày xưa chỉ ăn được một buổi 12 giờ trưa đúng không sư? Ở trên núi thì chỉ ăn được sáng thì dùng cháo, còn trưa thì dùng cơm, còn tối là không có dùng, tối là nhịn. Còn từ 12 giờ trưa đến tối là mình nhịn. Tối thì chỉ uống nước chứ. Dạ. Ngày nào cũng vậy hả? Đúng rồi. Nó quen hả sư? Dạ. Hàng ngày luôn, ngày nào cũng vậy. Nhưng mà mình ăn uống là mình ăn được đầy đồ ăn bình thường là dạ, mình thì sáng ăn cháo. Người ta chủ yếu là cũng ăn mặn, không có ăn cháo. Đó, ý là em nói ăn là ý là mà người ta ăn buổi trưa rồi. Sáng là chỉ ăn cháo. Coi như một bữa ăn chính là ăn buổi trưa, và sau 12 giờ trưa sau ngọ là không còn ăn nữa, dạ, cho đến sáng hôm sau mới được ăn cháo. Dạ đúng rồi. Đó, nó là như vậy. Chùa mình đông Phật tử không sư? Dạ, vòng vòng này cũng đông á, toàn là người Khmer thôi. Ồ, có người Kinh nào lên có, đây? Cũng có. À, hai bé người Kinh nãy đó. Dạ dạ dạ, vậy cũng hay. Kinh Khmer qua gì vòng qua. Vòng người ta lên chùa người ta làm. Dạ dạ, cũng dạ, dữ. Ồ, cái đẹp quá. Cái chùa Mũi Nai mình đây là lớn nhất ở đây rồi ha. Dạ đúng rồi. Chùa vòng vòng Mũi Nai chỉ có một ngôi chùa này là lớn nhất. Dạ. Đẹp. Dạ. Chùa này cũng lâu năm rồi, khoảng gần 200 năm. Rồi. 200 năm. Dạ, hồi thời chiến tranh đó. Dạ. Hiện tại là bây giờ trong chùa mình có bao nhiêu sư tất cả? Hiện tại thì có 12 vị. 12 vị sư. Dạ. Dạ. Quý vị hôm nay rất là nhân duyên, mình không có định đi ngang chùa mà từ biển đi ra mình đã gặp chùa của sư, và sư rất là giỏi luôn, mới 28 tuổi thôi mà giỏi năm thứ tiếng nha quý vị. Đi tu là mới có 16 tuổi, bây giờ là mới có 9 tu được có 12 năm. Vậy? 12 năm. Bây giờ nhiêu tuổi? 16 ở 12 năm mà thông thạo được năm thứ tiếng rồi đó. Cho nên là các bạn trẻ hay đó làm phấn đấu học nhiều thứ tiếng vô nha. Rồi với lại là quý vị Phật tử ở gần xa, nếu mình có dịp đến Hà Tiên thì mình hãy đến viếng thăm chùa. Chùa cũng đang có xây dựng rất là nhiều luôn. Đó thì mình đến mình cúng chùa, cúng dường, mình góp tay xây chùa nha quý vị. Chùa rất là đẹp luôn, một ngôi chùa gần 200 năm. Thật là hữu duyên hôm nay đến được gặp. Dạ con cảm ơn sư nhiều ạ. Cảm ơn. Quý vị ơi, hãy theo dõi kênh YouTube của Cát Tường và nhấn subscribe theo dõi kênh của quý vị. Chào tạm biệt, về tiếng không quý vị.